Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Chiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình chuẩn bị đi giao hai chiếc máy 5C225 cho một khách ở Tương Dương và một khách ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nha. Thì hiện tại đang gần 2 giờ trưa ở Nghệ An, rất là nắng nóng ngày 31 tháng 8. Thì trả lời cho câu hỏi mà bà con đã nghe rất là nhiều lần là vì sao máy 5C225 lại hot đến vậy tại Nghệ An vậy. Bởi vì thời tiết khá là nóng nên là chiếc máy này rất là được bà con tin dùng nhé. Làm việc nhanh mà nghỉ khỏe thôi chứ Nghệ An nóng quá. Ở đây là con máy 5C225 chạy xăng đấu đầu trục đứng bà con nhé. Đùa thôi, nhiều bà con chưa nghe video lại tưởng mình nói. Đây, đây là cái máy trục đứng này. Đây là máy không số này. Máy có số này. Chúng tôi đang còn chuẩn bị để đi giao hàng. Máy thì gồm một bộ dàn sưới và đôi cân bằng như thế này nhé. Còn cái mỏ cày này thì mỏ lên tàu rạch này thì bà con mua thêm. Cơ bản nó máy là một chiếc máy như series như thế này và đôi dàn sưới. Cả hai máy thì trước khi đi giao hàng mình đã nổ thử và test máy kiểm tra đầy đủ cho bà con rồi. Ở đây là 5C225. Đối với bà con chưa biết thì đây là chiếc máy trục đứng và có số nhé. Số nhanh này, số trung bình này, số chậm này. Số trung bình là mình có thể lùi được nhé. Là hai số tiến một số lùi đấy. Lốp không xăm này, có những cái lỗ đàn hồi này, chạy không bị rung. Và chiếc máy này thì rằng máy xăng tốt nhất trên thị trường là bởi vì nó có số và động cơ rất là khỏe nhé. Động cơ rất là khỏe mạnh, 7 HP. Và một điều nữa về cái 5C này là nó sẽ không có cái chống rung. Mà không chấm rung là bởi vì chiếc máy nó khá to và nặng, cho nên là dùng nó độ đầm, không cần phải chống rung như những chiếc máy nhỏ nhẹ kia nhé. Kể cả con 5C225KS này, này. Đấy, những dòng máy của Asmer thường rất là đầm, dùng rất là khỏe, dùng được đất cứng luôn bà con nhé. Khởi động thì máy xăng thì khởi động rất là dễ nổ thôi. Giật nổ cho anh cái máy này kìa. Giật thật. Đó, giật thật. Đấy, máy hai số tiến một số lùi. Hiện tại là chưa có ruộng đất cho nên là cũng chưa sới thử cho bà con xem được. Còn cái hàng này thì đây là con máy mình giao đi Tương Dương này. Đây là máy đi Hoàng Mai này, Quỳnh Lưu này. Đấy. Đây là hai ngoài những cái mẫu máy xăng này thì mình còn những máy dầu này. Gamma 173 đề nổ này. Hàng KAO phân khúc 1 173F này. Đấy. 5C225KS này, không số này. Bà con ở Nghệ An thì có thể đến xem trực tiếp tại cửa hàng của mình nhé. Bà con mua hàng có thể liên hệ qua mình qua điện máy Minh Tiến nhé. Số điện thoại là 0988 182789. Địa chỉ là cầu Bùng, Nhấn Kỳ, Nhấn Châu, Nghệ An. Rồi xin cảm ơn bà con nhé.